giữ đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù. Chào khán giả của chương trình. Hôm nay chúng tôi rất chi là vinh dự và được cũng chỉ vô tình là được gặp hai bác cựu chiến binh là bác Thanh đây và bác Thảo, hai cựu chiến binh của trong thời kỳ chống quân Trung Quốc xâm lược. Hôm nay thì các bác rất chi là vui vì các bác đã ủng hộ cho kênh Việt Vision và để phát cho cái câu lạc bộ cựu chiến binh của bác 50 chiếc áo đây ạ. Đây là 50 chiếc áo mà bác ấy mua đây. Đây ạ, đây những chiếc áo tượng trưng. Rất chi là cảm ơn bác. Người Việt Nam yêu nước. Vâng, thưa bác Thanh, nguyên nhân nào mà bác biết đến Việt Vision ạ? Và lý do nào mà bác đặt mua nhiều áo của Việt Vision đến vậy? Mời bác. Xin chào anh em trong nắng của Việt Vision, người yêu nước. Tôi và tôi đang với bạn Thảo đây là một trong những người yêu nước. Mà tôi còn giống là người cựu chiến binh, một trong những người tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở cái năm 1978 là chống bọn Trung Quốc xâm lược. Thì tôi là những người tham gia chiến đấu năm 19 để bảo vệ cái mảnh đất thiêng liêng của cái tổ quốc Việt Nam mình. Thế qua những cái đợt vừa rồi chúng tôi thấy và cái vision của anh Doãn Như Đân rồi của anh cái hãng Vision ấy, thì chúng tôi thấy những cái công việc mà các anh làm, những người yêu nước, của tôi thấy rất bức xúc trong rất nhiều cái việc mà cái bọn phản động, bọn chống quân động, rồi bọn Việt Vision ấy, và cái bọn nước ngoài, tức là cái bọn Việt Tân ấy đưa vào những cái thông tin nó không chính xác. Cái thứ hai là cái hội công giáo, cái mấy ông cha đạo gì ở trong miền Trung ấy, Nguyễn Đình Thục, Đặng Đình Nam, rồi ông Tân ở trong Đồng Nai, Duy Tân à? Rất căm thù cái đoạn đấy. Bọn tôi là cuộc sống ở đất nước Việt Nam hôm nay trưởng thành đất nước Việt Nam như này, và trong quá trình 20 năm đổi mới đất nước Việt Nam như thế này, bọn tôi cảm thấy là rất quý, yêu mến đất nước Việt Nam mình. Và cái cuộc sống bây giờ tôi cảm thấy tự do. Tôi một trong những người đi tham gia trong tất cả cái đỡ đường đi lao động xuất khẩu, lao động nước ngoài, Iraq, Iran, và tôi sang ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Tôi cảm thấy cái đất nước mình là một cái nước ưu việt nhất, không có một cái là đất nước tự do hơn ở cái Việt Nam mình. Mà tôi cảm thấy tôi qua đây tôi cũng nhắc nhở đến cái việc mà cái chính quyền Việt Nam ấy, tôi thấy là cái tự do quá trớn để cho cái bọn phản động rồi nước ngoài nó đưa vào một cái thông tin nó không chính xác. Nhiều khi tôi thấy như bây giờ ông thấy không, bọn sao bọn kia mà công an nó bắt xe máy này kia ra đây chìm mình kia quên mẹ đấy nhá. Ở Mỹ mà cái nhân quyền của Mỹ nó này kia không có đâu. Úp tay vào mặt đấy, mẹ úp tay vào xe vớ vẩn nó bắn bom mẹ, làm sao chuyện Việt Nam. Việt Nam không bao giờ làm điều đó, quá tự do quá này kia để cho cái cuộc sống dân nhiều nó quá trơn. Thế tôi cái đấy là thôi cái việc nó như vậy thôi này. Tôi là một người yêu nước, tôi chỉ mong rằng làm sao tôi rất quý cái việc sần chỗ anh Doãn Như Đân ấy, là cho người yêu nước. Và cái ông Trần Ngơ ấy, tôi rất là công ty ông Trần Ngơ bác Trần Ngơ, bác Trần Ngơ dân khai sinh, bác ấy là Trần Sương, tôi rất quý Trần Sương ấy, tôi rất quý vào cái tính cách của ông ấy. Và đấy thì tôi hôm nay là từ ở biên giới Cao Bằng xuống, một trong những người được tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới năm 19 Trung Quốc, chống Trung Quốc. Thì hôm nay tôi đến đây thì cũng rất quý cái hãng Vision, là một trong những anh em rất yêu nước mà tôi rất quý. Mãi mãi tôi hàng ngày, hàng một ngày nào tôi theo dõi cái thông tin của cái hãng Vision. Thì là mong các bạn có rất nhiều sức khỏe đấy, và ủng hộ và luôn chống đối là những cái thế lực phản động đấy, để bảo vệ cái tổ quốc, bảo vệ cái đất nước mình yên có một cái sự hòa bình, để có một cái cuộc sống nó thịnh vượng hơn, và chống lại những cái bọn phản động, bọn Việt Tân rồi thế lực nhiều. Tôi nói mấy trường hợp phiêu cái bọn là sinh năm 79 80 nó biết gì về chiến tranh đâu, nó không hiểu gì, ra nó nghe thông tin phát nó cứ phản đối, nó chê này chê kia, rồi nên nó ở Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó hoàn sai, hoàn toàn sai. Cái thứ hai, cái ba nữa là cái thời kỳ và ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm, tôi thì cũng là sát cái thời kỳ sống đấy, mà tôi sinh năm 60 thì tôi cũng biết được cái chế độ
ông vô nhiệm nào rồi. Thì là sao? Tôi chỉ nói ngắn gọn nhất là cái thời kỳ sau cái thời mà ngô đình diệm với bác Hồ thời đấy là để đưa ra cái phiếu bầu cử này kia thì ông diệm cũng thừa biết là không bao giờ ông thắng được đó. Thế thì sao? Thế thì cái cuộc sống bây giờ mà ngô đình diệm ông chết thế nào, ông sống thế nào và cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào, thôi đát thế nào thì các bạn có hiểu trong lịch sử cứ lên mạng các bạn hiểu rồi không nhau. Thì Thanh chỉ nghĩ rằng là bây giờ những thằng nào, đứa nào hoặc lấy cái nỗi phần đông nào mà ưa cái chế độ ông Ngô Đình Diệm bảo nó mang mà cái luật 1789 ấy phải không, đi mang cái chém thì là cái dân Việt Nam chấp nhận mang cái chém đi giết dân ấy hả. Thì mọi người phải nhớ rằng là cuộc sống cái Đảng Cộng sản Việt Nam này không có một cái đảng nào hơn, cái tốt đẹp hơn đất nước Việt Nam này. Tôi không phải đảng viên nhưng mà tôi thấy cái số này, tôi thấy đất nước này, tôi thấy cuộc sống này, tôi thấy mọi vấn đề ở đất nước này nó quá tuyệt vời, không có chế độ bằng đâu. Tôi đã Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sống, làm sao có chuyện vào đó cái chỗ nào nó mà giữ chính quyền với nhân dân nó được bình đẳng như bây giờ ở Việt Nam mình không có. Thế là tôi nói với tất cả anh em Việt Sơn và nói với tất cả những người Việt Nam yêu nước, mãi mãi mình phải ghi nhớ là ở Việt Nam mình thời xưa, từ thời Bác Hồ đánh đuổi hết tất cả đặc Nhật, đặc Pháp, đặc Mỹ. Và cái chế độ hồi xưa, ông ngay bản thân ông thôi này, cả cháu thôi nhá, đã từng đi hai ông cháu kéo cày Thanh Châu rồi. Đấy, thì hình hiểu rằng đất nước đấy thời xưa đấy và bây giờ nó thế nào rồi. Thì mọi người nhớ rằng là phải xem lịch sử một tí, là trong quá độ thời xưa chống Pháp, chống Mỹ, thần Pháp nó ác mình thế nào, thần Nhật ác mình thế nào, thì mình nhớ rằng bây giờ mình tự do thế nào, thì mọi người phải ghi nhận điều đó. Thế qua đây thì cũng rất là cảm ơn cái anh Việt Sơn, nhất là anh Doãn Y Lân, và cái tôi cũng rất là bức xúc với cái việc mà cái 15 tập lịch sử Việt Nam ấy, ngụy sử ấy, nó đúng ra là cái đấy là tôi rất phản đối, mà tôi cũng rất ủng hộ cái anh Doãn Y Lân, và anh phải mong anh Doãn Y Lân ấy cũng anh là một người ăn được nói được, thế cùng mọi người dân yêu nước Việt Nam mình là riêng tôi rất ủng hộ cái việc mà anh Doãn Y Lân là làm cái việc cái mà bỏ cái quân ngụy quyền. Đấy, cái này là tuyệt đối lịch sử. Bây giờ người Việt Nam này không nhắc đến ngụy quân quyền, nhưng mà trong lịch sử tuyệt đối không được bỏ cái đó. Đấy, tôi rất phản đối. Tôi là kể cả bản thân tôi và mọi người cựu binh, ở những người cựu binh của các bạn rất phản đối việc là bỏ cái từ ngụy quân quyền ra. Cái này là không được phép. Trong lịch sử ghi, trong lịch sử vẫn phải ghi. Nhưng mà nhắc thì mọi người Việt Nam từ xưa cũng nhắc đâu, không nhắc đến. Mà đó các bạn cũng nhắc không nhắc đến cái ngụy quân quyền đó, nhưng mà đấy là người Việt Nam yêu nước, người ta muốn là không nhắc đến quá khứ, nhưng mà trong lịch sử tuyệt đối không được bỏ cái trong cái từ đó. Đúng giờ chưa? Bỏ cái đấy ra thì xong là như anh bảo là tức là gì? Bảo là Việt Nam miền Bắc xâm chiếm miền Nam. Không phải, lúc đấy là Bác Hồ, tư tưởng của Bác Hồ là muốn sao? Giải phóng đất nước để toàn dân Việt Nam. Thế tại sao giờ ông xem những cái phim, nếu mọi người nào yêu nước mà ông phải xem hình ảnh của cái chế độ mà ngụy quân quyền nó giết người Việt Nam nào nhá. Đấy, nó bắn, nó mang ra bắn vòm người dân mình, nó bắn trực tiếp luôn cả băng đạn nó dã vào một người đấy. Thì mình nghĩ rằng là cuộc sống này, đất nước cộng sản này nó như thế nào, nó tốt đẹp nào, còn cái ngụy quân quyền thế nào, nó giết người nào đấy. Bây giờ các bạn yêu nước, các bạn thử xem những tư liệu hình ảnh, mà hình ảnh đấy không phải là người Việt Nam đưa ra, toàn những hình ảnh của người Mỹ này, người Australia này, người Canada, người Hàn Quốc, người đưa thông tin chính xác. Còn đây cộng sản ngày xưa làm sao có thông tin đưa ra những việc đó đâu, làm sao có hình ảnh toàn như thế. Các hãng tin thông tấn quốc tế đấy, toàn các thông tin quốc tế đưa ra hình ảnh đấy, nó đưa cả cái bằng đạn nó diệt phát luôn cả một hôm Facebook em đưa đoạn phim chính xác đấy, đưa đây. Thế tôi nhìn tôi bức xúc, tôi cay lắm, tôi mà bây giờ mà nhìn thấy tôi muốn giết luôn, sao mà đấy chẳng qua người Việt Nam đó đều là mỗi đoạn giá vàng. Thời sau đó yêu nhau thương nhau thì là người ta chín bỏ làm mười, đánh người chạy đi không đánh kẻ ra. Thì là mọi người yêu thương nhau, mà tôi rất mong là tất cả các bạn ở ngoài và ở Việt Nam, ở các nước người Việt Nam, và nhất là cái
cái ở California đấy, các bạn nhớ rằng là không đất nước nào bằng đất Việt Nam mình. Các bạn có một thời nhầm lỗi, các bạn có một cái, nhưng mà người trong nước yêu thương các bạn rất nhiều. Mong rằng các bạn về nước yêu thương nhìn đất nước Việt Nam mình nó tốt đẹp thế nào, con người Việt Nam mình nó thương yêu nhau, một ruột máu đào hơn ông nã, thì các bạn nhớ rằng là các bạn về đi, các bạn thăm đi, các bạn nhớ rằng là cuộc sống và đất nước Việt Nam mình nơi chôn rau cho cất rốn, là các bạn nhớ rằng là không ai, không tổ quốc đang ở bằng cái tổ quốc Việt Nam mình. Thì các bạn có, mặc dù trong quá khứ thời gian có một cái quá khứ thì có sai có đúng thì tôi không quan niệm điều đó, nhưng mà các bạn nhớ rằng là đất nước Việt Nam mình là một. Thì các bạn nhiều khi tôi cũng xem nhiều chương trình, các bạn nên cầm cái cờ ba que cua đi, xong là nói xấu đất nước mình đi, các bạn tự nhiên các bạn đó là mà bạch áo người xem được, mà cái điều các bạn nói không đúng thì người ta ở cái quốc tế nhìn vào các bạn thì cũng không đúng, người ta nhìn lên càng coi thường bạn, người coi thường bạn rất nhiều. Chôn đất nước Việt Nam này nhá, cờ đất nước Việt Nam này, cờ đỏ sao vàng tung bay trên tất cả các 192 nước, và còn cờ đỏ sao vàng tung bay trên thế giới và trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì các bạn phải nhớ rằng lúc nãy còn có cái cờ đỏ, cái cờ vàng bao sông đỏ, các bạn còn đi đâu. Thế các bạn phải nhớ rằng nghĩ nó là chính xác, nó phải nhìn đi nhìn lại, các bạn phải nhớ rằng là các bạn đã một thời thua trận, chứ tôi chứ nói giờ không nói thì các bạn tôi quật chạy không biết. Thì các bạn nói rằng là đấy, giờ mình nghĩ đó. Tôi chỉ mong rằng các bạn nhất là các bạn ở Mỹ, tôi rất yêu quý các bạn, nhưng các bạn đừng bỏ cái đất nước các bạn đi. Tôi không nói xa, nhất là kia tôi hỏi đến ông Ngô Kỷ với ông gì Phan Đình Kỳ Nhơn ấy kia này, các bạn ông bỏ đi, ông không làm gì đất nước đâu. Các bạn nhớ rằng nhất ông Ngô Kỷ với ông Phan Đình Nhơn, ông Đào Minh Quân thì ông bỏ đi. Ông nhớ rằng là Việt Nam mình đất nước này là số 1, còn không làm gì ông xung đỗ hết rồi. Rồi mong thế thôi. Còn cảm ơn các bạn Việt Sản nhá. Thì tôi ở Cao Bằng biên giới còn tôi không biết nói nhiều đâu, người dân tộc. Nên là chỉ nghĩ sao thế thôi. Rồi vậy, nên là rất là trước tiên là cảm ơn các bạn Việt Sản, một trong người rất yêu Tổ quốc. Hôm nay bọn tôi sở từ ở biên giới Cao Bằng xuống đây. Mà tôi một trong những ở biên giới Cao Bằng, tôi là sát cửa khẩu Trung Quốc này. Cửa khẩu gì ạ bác? Cửa khẩu gì ạ? Tôi ở ngay cửa khẩu Lý Vạn. Sát Trung Quốc luôn. Vâng, thế bác Thanh họ tên đầy đủ là gì ạ? Tôi là Nguyễn Văn Thanh. Vâng. Đấy. Còn bác Thảo ạ? Vâng, là cũng Nguyễn Chí Thảo. Đấy. Người ở miền xuôi, nhưng mà một tôi đến Cao Bằng tham gia cái chiến dịch 59. Bọn tôi lấy vợ sinh sản ở Cao Bằng luôn, lấy vợ Cao Bằng, người Cao Bằng luôn, người dân tộc. Bọn tôi người Kinh, nhưng mà tôi ở Cao Bằng bây giờ sát biên giới, tôi anh là đều biên giới. Sát Lý Vạn, sát Trung Quốc. Nếu các bạn lên cái thác Bản Dốc ấy, đó là cầu Lý Vạn thì tôi là ở cái bên này sông, bên kia là Trung Quốc, bên này Việt Nam. Riêng Trung Quốc mà sang Việt Nam Trung Quốc, bọn tôi là đứng giao đi bình thường, không bao giờ mà nghĩ đâu các bạn. Cái thác Bản Dốc mất rồi các bạn, mấy ông Ngô Kỷ, mấy ông vớ vẩn ở bên kia mà nó mất thác Bản Dốc, quên lẽ không có nguyên bản luôn. Trung Quốc không bao giờ làm được cái gì ở Việt Nam mình đấy. Thế là mong các bạn phải hiểu đúng, các bạn nếu ở cái nước ngoài và sang Việt Nam mình mà cảm thấy là bán đất bán đảo thì không có đâu, riêng Việt Nam không có điều đó, không bao giờ mất. Tôi ở ngay thác Bản Dốc hàng ngày, cái dòng sông chia đôi ra thì Việt Nam nửa, nó một nửa, thì là bọn tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Ngày xưa bác Thanh tham gia cái trận nào? Tôi tham gia cái chiến dịch chiến đấu năm tháng 2 79. Tôi tham gia ở cái huyện Trùng Khánh. Vâng, ở trận Trùng Khánh là pháo binh tàu bắn nát lắm ấy. Rồi, đây là tham gia Trùng Khánh thì là tôi đánh là tham dự ở cái trận chiến đấu ở cái Trùng Khánh và cái khao mòn ở Hà Lan. Đấy, trước là bác ở đơn vị nào ạ? Biết đâu là qua cái video này thì một số đồng đội nhận tôi là thuộc trung đoàn 567. Đấy. Và khi đơn vị tôi giải phóng các bằng xong rồi thì một số tiểu đoàn tôi, tức là một số anh em mình đi sang tham dự chiến đấu ở Vị Xuyên, Hà Giang. Vị Xuyên năm 84 ạ. Đấy, 82 rồi tôi sang 82 là một số đơn vị của tôi đã sang
Vị Xuyên, Hà Giang chiến đấu, mà bạn bè tôi cũng chết rất nhiều ở Hà Giang. Và trong vừa rồi là cái Unibin Việt Nam ấy, tôi chị gì ở Unibin Việt Nam cũng đã thăm đã một trong những người mà chị gì ở rồi chị Yến, ở chị Yến đấy đã phỏng vấn trong cái đấy, là trong đối với bạn bè tôi ở đấy rất nhiều. Hôm nay tôi rất mong đi nhưng mà hôm nay tôi không đi được. Cao Bằng về sau là chuyển sang bên Hà Giang. Rồi, thì Hà Giang là sư đoàn 356, sư đoàn 356 là trung đoàn 567 là chuyển Hà Giang. Vâng. Thế qua đây tôi rất mong là có một dịp đó thì là mời các anh em ở Việt Sơn lên thăm Cao Bằng của tôi. Nhiều của tôi là cũng có hội kiến binh và một số anh em tướng lĩnh rồi anh em được tham gia cái chiến dịch ở Cao Bằng và một số anh em tham gia ở cái Vị Xuyên Hà Giang. Thì rất mong là các Việt Sơn nào có dịp nào lên Cao Bằng của tôi. Anh em mình giao lưu sau. Mọi vấn đề thì thế Thanh chỉ biết nói thế thôi. Thế là chào anh em Việt Sơn nhá. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động. Trong lòng người từng đã sóng trào.